Vậy thì mình sẽ để ý khi mình muốn viết một cái đoạn mẫu bài, muốn viết một cái đoạn mẫu bài là đoạn giới thiệu. Should tell the reader what you're going to compare and give an idea of how the essay is organized. Và nếu như mình đã lập một cái bảng chi tiết rồi đó thì mình có thể là đưa ra cụ thể luôn cái ý, những cái ý mình đưa ra được sắp xếp như thế nào. The first paragraph should say what you are comparing. Mình đang so sánh hai cái loại hình ở nào hoặc là hai cái gì đó với nhau. Your basis of comparison, và mình so sánh về những cái mặt nào. Whether you will concentrate on similarities or differences. Và cuối cùng cũng nói là mình nói về giống hay là khác nhau. Mình giống như ở trước ra so sánh hai cái thao, nhưng mà ở đây nó chỉ dừng. Lúc trước là mình chỉ viết một câu thôi. Ở đây là mình có thể có câu dẫn, cho nên mình kéo ra được là một đoạn có thể là 3 tới 4 câu. Đó là cho phần mẫu bài. Đối với phần kết luận, the final paper of an essay is the conclusion, là cái đoạn cuối trong đoạn văn cuối trong cái bài văn đó sẽ là cái đoạn kết luận. It usually sums up what was said in the body of the paragraph and includes an additional thought or personal opinion on the topic. Thường thì nó sẽ tổng hợp lại những cái gì đã được nói tới ở trong đoạn thân bài và có kèm theo là cái suy nghĩ cá nhân hay là quan điểm của tác giả về cái chủ đề đó. Và câu chủ đề, cái phần kết luận không nên là đi xa, như là không nên nên là viết theo cái chủ đề, chứ đừng có bị lạc đề và nhắc tới một cái ý mới. Giống như mình đang so sánh giữa nhà ở với lại ở cái túc xá, xong rồi cái mình chốt lại cái nó thôi, nếu mà như vậy ở cái apartment nó sẽ được lời cả hai, thì cái đó nó đang là go off the topic và nó introduce new ideas luôn. Moving to part 2, developing writing skill. Để viết về cái sự giống nhau, nếu như mình đã nói là nếu như mình có phân tích những cái ý ra rồi, mình nói là focus là về giống và về khác. Nếu như mình có ý giống nhau nhiều hơn thì viết về giống, nếu như có ý về khác nhau nhiều hơn thì mình viết về khác. Vậy thì trường hợp nếu như mình muốn viết về những cái sự giống nhau thì ngoài chữ both ra, chữ both này mình đã có học ở phần trước đó, nó có thể có nhiều vị trí, có thể dùng chữ neither, nhưng mà khi dùng neither nó sẽ mang ý nghĩa là negative. Và thường là sẽ, nếu như sau both thì sẽ dùng với số nhiều, plural. Còn neither sẽ dùng với lại số ít. Đây. Và động từ cũng chia số ít ha. Nó sẽ neither đứng trước một danh từ số ít. Neither situation is ideal. Sử dụng như một đại từ để tránh cái việc nhắc lại cái từ đó. Neither is ideal. Và mình sử dụng với nor. Neither nor is ideal. Và nên nhớ cũng chia ở số ít. Cái phòng chia số nhiều. Tập bài tập, the exercise on page 126, trang 126. You write sentences about the rules and facilities at a rooming house and a dormitory using both or neither. Vậy thì mình sẽ đặt câu hoặc both và neither tùy theo cái nghĩa, cái từ mình cho ở đây. Và mình đặt câu giữa so sánh giữa ký túc xá với lại là nhà cho thuê phòng. Okay, so you got some minutes to do this exercise and we check. Dạ, cô nói là 146. À, 146 hả? Dạ. Yeah. Yeah. Thank you, em sửa, gác em sửa lại. Cảm ơn chị ạ.
Okay, so what are the sentences? Number two, câu số 2. Đó là kitchen, có nhà bếp. Mình sẽ dùng là neither hay là both. Both dormitory and the room in have a kitchen. Ký túc xá có nhà bếp không ạ? Nó có bếp tập thể không? Không có bếp, không có bếp. Có ký túc xá có bếp tập thể. Rồi nếu như có bếp tập thể thì mình sẽ đặt cái câu là như thế nào? Both have kitchen. Là both rooming house and both the dorms. In the rooming house, have kitchens, bếp. Còn nếu như không có thì mình sẽ đặt là neither. Neither the dorm, hay em viết tắt nha. Viết tắt là neither. Neither nor the rooming house. Và đây mình có dùng has kitchen, bếp. Có một, như tôi nói, có một số chỗ là có những bếp tập thể, còn thường ví dụ như không có thì nói là neither nor has kitchen. Number three, play loud music. Mở nhạc lớn tiếng, cho nhạc lớn tiếng. Mình sẽ đặt câu như thế nào? Mình cho phép cho nhạc lớn tiếng. Allow to play. Cả hai chỗ, không chỗ nào. Neither dorm or the rooming house allows to allow music. Ví dụ. Four, television available. Có TV. Thì nếu như cả hai cái này đều có TV, đó là như there's a kitchen. Both have kitchens. Allowed to play loud music. Number four, có TV để xem. Một ký túc xá nhìn như là không có cái TV, thường cái ký túc xá nó là từng phòng ấy. Hoặc là nếu như có thì là ở nhà chung như hồi nãy, thì nó là both the dorm and rooming house has televisions available. Có thể là cái nhà cho thuê phòng thì có một cái phòng khách chung, có TV ở đó để xem. Allow visitors of opposite sex, có nghĩa là có bạn khác giới và chơi. Thì nó thường là ký túc xá thì không có cho. Neither the dorm nor the rooming house allows to a visitor of the opposite sex. Và cuối cùng rồi, phải là có sự cho phép nếu như là muốn có khách ngủ lại qua đêm, có bạn ngủ lại qua đêm. They both require permission for overnight guests. Đó là khi muốn nói về cái điểm giống nhau. Còn nếu nói về khác nhau thì mình sẽ thường thì mình nói là so sánh, là mình sẽ comparative, so sánh hơn. Hoặc là nếu như mình nói so với tất cả các loại hình thì cái này là cái best option, lựa chọn tốt nhất, thì mình sẽ có là superlative. Công thức của so sánh hơn, so sánh nhất mình đã có nói là hết, cho nên là em cũng không có nhắc lại kỹ cái phần này. Chỉ nói là đối với comparative thì sẽ là tính từ, giống như tính từ ngắn thì cộng er rồi can. Nếu như là so sánh, nếu như tính từ dài thì là more,
tôi tính từ done. Đối với superlative thì tính lúc nào cũng có the, tính từ ngắn thì cộng est, còn nếu tính từ dài thì the là most, sau đó tôi tính từ. We have exercise on page 147-148. So you do this exercise in a minute, then we check the answer. Mình làm bài tập, mình check đáp án. Em đang nhận. Ok, so what? Đó, cái đó ơi, là... tại bạn em là sếp cũng cảm á. Number 2. Số 2. The most independent. Mm-hmm. Oh, ok. Cái này đang là số 8 nhất so với những cái còn lại, nhờ ba thứ thì sẽ là so sánh hơn. Ủa sao so sánh so nhất. Ok. Number 3. Safer. Do mình thấy có chữ đạt so safer. Number 4. Cozier. More cozy. More cozier. Cozier. 5. The most stressful. Giờ thấy có chữ the rồi. 6. Cheaper. Rồi. 7. Most convenient. Okay, the most convenient. Number 8. Were the best. Okay. Is the best situation for me. Many things don't eat safer. Safer. And the last one. Open. Better. The bad. Was. Worse.
words tệ hơn. Đó là bài tập về so sánh nha. Ngoài ra, để nói về cái sự khác biệt đó, mình có thể sử dụng chữ while. Nếu như chữ while không dùng để nói là hai cái hành động cùng xảy ra song song ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, thì mình sử dụng chữ while để đưa ra hai cái ý kiến khác nhau hoặc là đối ngược nhau trong cùng một câu. Và while này là subordinating conjunction, giống như hôm qua mình có nói ở cái bài số 7 đó. Vậy thì sao chữ while sẽ là dấu có một cái mệnh đề, rồi sao sẽ dấu phẩy. Còn nếu như cái chữ while nó nằm ở giữa thì mình không cần. Và khi sử dụng chữ while nên để ý là chủ ngữ của cái cụm với chữ while nên giống với chủ ngữ của cái mệnh đề thứ hai trong câu. While living at home is inexpensive, it may cause you to miss out on social opportunities. Mình thấy chữ it này nó đồng nghĩa với lại nó là cái pronoun cho cái việc là living at home. Bài tập ở đây là sự viết lại câu với while. Cái bài này cũng khá đơn giản đó, cho nên mình sẽ đi nhanh hơn. Đây ví dụ này, although you may want to live at home so that you don't have to do housework, you may feel too dependent if you're not on your own. Mặc dù sống ở nhà để không phải làm việc nhà, có thể là cảm giác là quá phụ thuộc nếu như mình quá dựa dẫm vào người khác nếu như mình không tự lập. While you gì đó, you may feel, mình thấy chủ ngữ nó sẽ giống nhau. And number two, a dorm can be a fun place to live, but it's not always the best place to study. Vậy thì mình viết lại cái câu này với while. Mình thấy viết lại là while a dorm can be a fun place to live. Rồi, while viết tiếp sao là comma. Mình sẽ bỏ chữ bắt đi. It's not always the best place to study. Number three, tương tự như câu số 1 ở trên. Mặc dù một số bạn cùng phòng rất là thân với nhau, một số khác lại là cãi nhau rất là nhiều. Tiếp tục thay chữ although bằng chữ while, rồi viết lại hết. Number four, sống trong căn hộ nghe có vẻ là vui đó, nhưng thực tế thì lại khác xa nhiều. Vậy thì ở đây mình chỉ cần thêm chữ while giống như con số 2. Mình bỏ chữ bắt đi. The reality of it can be quite different. And the last one, number 5, nó tương tự như vậy. Vậy thì trong một câu mình có thể đa dạng dựa theo bài này, mình thấy mình đa dạng được cách sử dụng so sánh giữa hai cái ý đối lập với nhau. Thì bên cạnh chữ while, mình có thể sử dụng chữ but. Chữ but này mình đã học rồi hết. Thì chữ but là thành while, hoặc là mình sử dụng là although. Và nên nhớ là nếu như although thì không có but, mặc dù mình hay dịch ra tiếng Việt đó, mặc dù nhưng là như vậy, thì mình quen cái thôi, mình quen cái kiểu tiếng Việt của mình although rồi, cái vế phía sau mình lại thêm chữ but vào thì nó sẽ bị sai ha. Mình cần để ý cái việc đó. Vậy thì khi muốn so sánh two different or two opposite ideas, you can use whether although, while or but. However, mình sẽ đa dạng về cách sử dụng từ, chứ không đừng có dùng chữ but hoài, cũng không dùng chữ although hoài, hoặc là không cái bài này mình học có while, cho nên mình cứ sử dụng while trong suốt cả bài. Vậy thì cái bài nó không có đa dạng, nó không thể hiện được là mình biết nhiều cái cấu trúc ngữ pháp, những ngữ pháp khác nhau. Okay, so now you write your own sentences with while to show the differences between living in a dormitory and living in an apartment or with a family. Rồi bây giờ ví dụ như mình có những cái ideas này rồi, bây giờ mình thử mình viết câu để nói ra cái sự khác nhau sử dụng cái chữ while thử xem. Okay, so you may got some minutes to think for your
sentence. Okay, so what are the sentences? Mình sẽ có câu như thế nào dựa theo cái bản này? Sử dụng while. Trong khi thì ở đây đi so sánh là ở ký túc xá với lại là muốn một cái căn hộ hoặc là sống cùng với một cái gia đình. While living much shared room with other students, it's possible to have a room to yourself when you live with a family. So like when you're living, I mean, when you live with a family. Okay, có thể có câu đó. Nếu như sống ở trong ký túc xá thì phải share cái phòng. Còn trong khi thì có thể là mình có phòng cho riêng mình khi sống căn hộ và sống cùng với một gia đình. À, hoặc có thể là chọn chọn cái
are never lonely. You may feel separated from campus life. Okay. While, but you are never lonely when you live in a dorm. If you stay in a dorm, you may feel separated from campus life. If you choose to live in an apartment, không bao giờ cô đọc nếu như sống trong ký túc xá thì có thể cảm thấy là hơi tách biệt mình với cuộc sống học đường nếu như lựa chọn mà sống trong cái căn hộ. Hoặc là if while you must eat cafeteria food when you live in a dorm, you may can you can cook your own food or go to a restaurant if you when you live with a family or when you live in an apartment. Thì mình thấy đây mình phải áp dụng chữ while, và mình nhớ nếu như sử dụng chữ while thì chủ ngữ ở hai vấn đề nên là cùng với nhau nên là giống nhau. Okay. So while living in it, while you must eat cafeteria food when you live in a dorm. It's better than living in a apartment or with a family because you can cook your own food. Okay. Nhưng mà cái chủ ngữ là living in a dorm is better too. While living in a dorm means that you must eat cafeteria food. Thì khi đó mới là it's better. Này means that. Chứ không, mình không thể nào dùng cái này must eat được. Tại vì must eat là dùng cho cái chủ thể là người mà. Cái việc này không phải là ăn được. Mình phải sửa là cái chỗ này cứ đầu lại. I think we should take a break. Mình nghĩ là lao xíu hai cái anh chị. Rồi 10 giờ mình sẽ lại học tiếp ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Chữ không? Có gì đâu. Thì nãy giờ mình đang nói về cái vấn đề là sử dụng những cái cấu trúc như sử dụng những từ loại như while để nói về sự việc khác nhau. Thì bên cạnh đó, cái dựa theo cái bài đọc hồi nãy thì mình sẽ có một số những cụm từ nữa. Ví dụ như là in contrast với là on the other hand. Tuy nhiên thì cách sử dụng
của hai cái này nó sẽ khác nhau. Dựa theo cái ví dụ của intern class ở đây, renting an apartment can be expensive. In contrast, living at home is inexpensive. Nó qua một ví dụ khác, mình thấy ở đây nó khác về cái vị trí đặt cái chữ in contrast thôi ha. Living at home is inexpensive. Renting an apartment in contrast is expensive. Thì nó được đặt ở giữa câu để nó đa dạng về cái vị trí đặt cái cụm này thôi. Và khác với những cái từ khác, in contrast nó được đặt ở giữa câu chứ không phải là ở đầu câu thứ hai khi mình connect two sentences lại. Cho nên là ở giữa nó sẽ là dấu commas chứ không phải như chữ however là trước đó là semicolon rồi comma hay là chữ therefore. Và in contrast được sử dụng để so sánh, để đối lập hai sự việc. Hai thứ nó đối lập với nhau, nó khác nhau. Ngược lại, on the other hand, nghĩa là mặt khác. Nhìn từ ví dụ, an apartment gives you privacy. On the other hand, it can be lonely to live on your own. Là renting a room in a house is more expensive. On the other hand, you feel household responsibilities. Vậy thì ở đây, on the other hand là được sử dụng để so sánh thuận lợi và bất lợi của cùng một vấn đề. Ở cái ví dụ đầu tiên thì mình thấy đang nói là thuận lợi và bất lợi của việc mà sống trong một cái căn hộ. Còn ở thuận lợi, còn ví dụ thứ hai là giữa việc là mướn một cái phòng trong căn nhà. Mướn một cái phòng trong nhà thì nó mắc hơn, tuy nhiên thì lại không phải làm nhiều công việc nhà như khi mình mướn cả một cái apartment. Vậy thì thấy in contrast, mình dùng tóm lại in contrast là khi muốn nhắc tới hai thứ nó đối lập với nhau. Còn on the other hand là một vấn đề nhưng mà nó có hai mặt, thuận lợi và bất lợi. We have an exercise on page 150-151. You rewrite the sentences using in addition. Mình có nhắc tới in addition ở những bài trước rồi. To use to add information, để thêm thông tin. Hoặc là những cái thông tin đó nó relate, liên quan với nhau. Vậy thì ở bài này sử dụng in addition to show similarities, để diễn tả sự giống nhau. In contrast or on the other hand to show differences, để nói về sự khác nhau. Okay, so you got a minute to do this exercise, then we check.
Okay, so now let's check. Number two, câu số 2. Con này mình sẽ viết lại như thế nào ạ? Mình thêm cái chữ in addition hay là in contrast là on the other hand vào chỗ. Ở đây mình cần thêm chữ gì vào? In addition. Ok, in addition do là nó thêm thông tin vào. In addition ở đây. Thêm vào đó thì nó rẻ hơn. Mình nhớ như thêm addition thì sẽ có comma ở đây. Number 3. Contract. Trong một trong hộ thì có thể tự nấu đồ ăn. Trong ký túc xá, ok, đây là hai cái mặt của vấn đề. Có hai vấn đề khác nhau. Cho nên đây là in contrast. Number 4. Câu thứ tư. Sống trong ký túc xá là một cái trải nghiệm một trải nghiệm mới đầy hào hứng. Ở nhà cùng với gia đình thì cũng giống như là hồi cấp 3 thôi. Vì đang đưa ra hai vấn đề thì cũng sẽ tiếp tục là in contrast. And the last one, cuối cùng. Sống cùng với một gia đình khác có thể là khá là ngượng ngùng. Nó ít tốn kém hơn là thuê một căn hộ. Thì đang đưa ra là hai mặt của cùng một cái vấn đề. Mình sẽ có chữ là on the other hand. Okay. Thì khi mình đưa ra, mình phân tích một cái vấn đề ha, mình nên check kỹ coi nó nói là về cùng một vấn đề hay là hai vấn đề khác nhau, hay là nó thêm thông tin để mình sử dụng những cái từ transition words nó phù hợp. Ở đây mình sẽ có những cái phần trước. Rồi dựa theo cái chữ on the other hand hay là in contrast, mình sẽ complete the other half. In your opinion, as long as it makes sense, miễn sao nó phù hợp. Ví dụ như ở đây, ngược lại, thì phải là hai vấn đề. Có một cái căn hộ riêng, có thể là phải làm rất là nhiều thứ. Ngược lại thì không phải làm quá nhiều, khi mướn một cái nhà ở chung với một gia đình. Okay, so the other four sentences you make up this sentence. Mình thử tự đặt cái những cái nửa câu còn lại cho bốn câu kia.
Okay, so what are your sentences? Mình đặt câu như thế nào? Number two, apartments are often expensive. On the other hand, những căn hộ thì thường rất là tốn kém. Trái lại, mình sẽ có ý nghĩa. Đây là đang nói on the other hand, hai mặt của cùng một vấn đề. Mình sẽ nói ví dụ như là on the other hand, you may have more privacy. Mình sẽ có nhiều cái không gian cá nhân, có nhiều sự riêng tư hơn. Or what else? Hoặc là mình thấy đặt câu gì? Rooming houses usually only have a few students. In contrast, nhà cho thuê phòng thường có một vài sinh viên thôi. Ngược lại thì cái nơi nào đông hơn thì thường là ký túc xá. Để mình hay đặt câu là ngược lại thì ở ký túc xá thường có rất là nhiều sinh viên. There are a lot of students living in dormitories. Ví dụ, có rất nhiều sinh viên sống trong ký túc xá. Number four, cooking your own food can be an advantage. On the other hand, tự nấu ăn có thể là một thuận lợi. Mặt khác, để mặt khác có thể là đó, tốn nhiều thời gian để chuẩn bị. It takes a lot of time to prepare the food. It consumes the time and energy to prepare. A long time không con? Yeah. Mất nhiều thời gian a long time không con? Uh-huh. It takes long time, okay, to repair the fault. Okay, number five. Và câu thứ năm. Những sinh viên sống trong những căn hộ thì phải có rất nhiều trách nhiệm như là phải dọn dẹp, phải lau chùi rồi giữ gìn đồ đạc ở trong cái căn hộ đó. In contrast, ngược lại, để mình hãy suy nghĩ, nếu như là when students live at home, sống ở nhà cùng với là gia đình thì không phải là nhiều công việc nhà. Ví dụ, in contrast, they don't have to do much housework when they stay at home with their family. Cùng với gia đình thì không phải là làm quá nhiều công việc nhà. Maybe. Này, vậy đó là các bài tập thêm. À, để mình nắm rõ khi nào sẽ sử dụng là in contrast, khi nào sẽ sử dụng là on the other hand. Này, ví dụ như lúc đó đi thi thì em sẽ là cho mình cái bài số 1, đó phần số 1 cho fill in the blanks, điền vào chỗ trống á. Thì em cho ví dụ như là cho hai câu rồi em nhập giữa đây mình sẽ điền vào là in contrast hay là on the other hand. Okay, moving on. So part three, developing writing skill. Ở đây nói về cái bài để so sánh, edit the paragraph. Mình sẽ sử dụng là however hoặc là in addition thêm vào trong này để cho cái bài nó link với nhau hơn, cái bài nó more comprehensive. Và
Mình biết rồi, however được sử dụng để đưa ra cái contrast information, ý đối lập. Còn how, in addition, được dùng để add for more information. Okay, so you may have 3 to 4 minutes to read and you add however or in addition where appropriate. Okay, so where can we add the word however or in addition? Nhà của tôi nằm trong cái phần cổ của Cairo. Khu phố của tôi là những cái con đường nhỏ bao quanh mọi phía bởi hàng ngàn năm lịch sử. Tôi sống ở gần trường đại học nơi ba của tôi đi dạy. Ông ấy dạy về lịch sử Hồi giáo, nên tôi biết rất là nhiều về nơi mà tôi sinh sống. Học trò của ba tôi thường ghé thăm chúng tôi nữa. Đây, vậy thì mình thấy đây. Mình thấy chỗ này mình có thêm thông tin được gì không ạ? Phải thêm chữ in addition hay là however từ bắt đầu cho các này được chưa? Ở đây có thể nói là in addition này, students often come to visit us. Có thể thêm chữ này in addition ở đây. My house is hundreds of years old. Nhà của tôi thì khoảng là 100 và cả trăm năm tuổi, và cái vẻ ngoài của nó
cho thấy điều đó. The rooms are small, những cái phòng thì nhỏ và hơi tối. Căn bếp có rất là ít đồ, những cái trang thiết bị hiện đại. Cái hệ thống cung cấp nước thì cũng rất là khó đoán. Trừ khi là có mưa thôi thì mới có nước quanh năm thôi, còn không nghĩa là lúc có lúc không đó. Và cái mái nhà thì lúc nào cũng bị dột ở nơi nào đó. Mình thấy đây đem miêu tả ha. The room is small and dark. In addition, hoặc là the kitchen has failed. Tại vì ở đây cái câu sau đã có also rồi. Thì mình phải đây thêm tiếp tục là in addition vào đây. Rồi, then the roof gì đó. We have sun filled courtyard, một cái sân đầy nắng với những cái bông hoa rất là đẹp. Thậm chí vào những ngày nóng nóng bức nhất thì cái bức tường bằng bùn dày, tường đá, bùn và đá dày giúp cho chúng tôi luôn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Thầy đang ở đây, nó đang có ý trái ngược, đang cả là những cái điều kiện nó không có được tốt, nhưng mà cái sân đầy nắng gì đó thì đang đưa ra cái ý trái ngược. Mình thấy thêm cái however ở đây. Oh yeah, even on the hottest day, by living in my neighborhood, forget come from, literally surrounded by history, được bao quanh bởi lịch sử. Này, thì đó là một số chỗ hay mình có thể thêm vào là in addition, hay là however, để đưa ra cái ý thêm hoặc là cái ý đối lập. Rồi, bây giờ mình sẽ có một đoạn văn khác. Cái đoạn văn này mình cũng sẽ edit nó và sử dụng là while, tức là in contrast, để đưa để so sánh những cái thông tin trong bài. Okay, so you got also maybe 3 or 4 minutes to read and add while or in contrast.
Ok, rồi em thấy đây có là Hawaii, who lives in one of the newest, đang đưa ra so sánh. Em họ ở Said là có một căn nhà rất là khác, sống trong thành phố. Ok, đây là while. Right. I live in the past. Tôi lại sống ở cái phần cổ. Is much in the present. Okay. This neighbor full of office towels, trending shops, every American fast food, hamburger, but I prefer. My father works in. In contrast, có được không con? Dạ được. In contrast, ngược lại. In contrast. Đúng rồi.